chưa để lại phần nữa nè. Rồi chết rồi hả? Mọi người để dưới chân hoặc là để sau lưng mình hết nha, thì mày cũng mang cái nước này vô. Chào Su Su nè, hôm nay mình tổ chức casting ở Sài Gòn thì Su lúc này cảm giác thế nào, chia sẻ cho khán giả được biết nè. Đây là lần casting thứ hai sau khi casting ở Cần Thơ và đây là casting thứ hai ở Sài Gòn, thì đây không phải là Su Su điệu nha, mà môi Su Su đang bị lỡ đó, bị mụn nóng đó, cho nên nói chuyện hơi nhỏ nhẹ chứ không phải là Su Su điệu. Su Su là người rất là không thích điệu, nói chuyện sao ra né cho không có điệu. Rồi mình trở về chủ đề chính nè. Chủ đề gì? Chủ đề là hồi nãy là Su đang chia sẻ cái buổi casting ngày hôm nay. Rồi nói vòng quên mất. Đó là ngày hôm nay thì tổ chức casting tại Hồ Chí Minh thì rất là hy vọng chúng ta sẽ tìm được những thí sinh mới, những thí sinh của cuộc thi Lotto Gap Talent của các hát ở Đông Nam với đủ những tiêu chí, vừa hát hay nè, có tài năng nè, và đặc biệt đó là sẽ có thêm những bạn đứng sân khấu để mà đồng hành cùng với các bà con Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và thật sự thì đối với top 10 ở Cần Thơ sau khi mà mình lựa chọn từ gần 50 bạn thí sinh vào top 10 thì còn lại là 10 thí sinh được đi tiếp, thì 10 thí sinh đó rất là mạnh, những thí sinh rất là mạnh, rất là cái khả năng rất là tốt, cho nên hy vọng các thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, cũng tốt để chúng ta có một mùa giải, một mùa thi thật tuyệt vời. Như vậy là khi các thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh này tuyển sinh thì mình cũng sẽ chọn top 10 giống như Cần Thơ phải không? Dạ đúng rồi, mình đã có top 10 ở Cần Thơ, sau đó mình sẽ tìm top 10 thành phố Hồ Chí Minh và top 20 của thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ thi một lần nữa để chúng ta chọn ra top 12 vào vòng ghi hình chính thức của cuộc thi. Như vậy cái buổi thi đó sẽ tổ chức ở đâu? Buổi thi đó sẽ tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Và tất cả những chi phí của các thí sinh từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ thì Gánh Hát Bà Con Việt Nam sẽ lo từ A tới Z. Như vậy thì tổng cộng là các thí sinh sẽ trải qua bao nhiêu vòng thi nhỉ? Trải qua là ở vòng casting sẽ trải qua 2 vòng casting và các vòng thi bên trong sẽ rất nhiều vòng thi. Như vậy thì mình sẽ chọn vòng kết cuộc là chung kết là bao nhiêu thí sinh sẽ được? Chung kết sẽ là 4 thí sinh. Thì chúng ta sẽ có 4 đội trưởng, mỗi đội trưởng sẽ có một thí sinh xuất sắc nhất đi vào vòng trong. Vòng cuối cùng đó là vòng chung kết. Và vòng chung kết sẽ là live show của 4 bạn thí sinh là chương trình Hương Nam 324. Tức là thí sinh đó sẽ được diễn trong chương trình Hương Nam 324 luôn. Rồi vậy Su bật mấy cái giải thưởng của chương trình cho thí sinh được biết không? Giải thưởng đó là giải nhất sẽ là 15 triệu đồng. Và gồm có và kèm theo đó là những phần quà từ nhà tài trợ. Ngoài ra thì sẽ còn cộng tác xuyên suốt cùng với Gánh Hát Hương Nam, cũng như sẽ được ưu tiên tổ chức một đêm diễn Hương Nam 32 riêng cho thí sinh xuất sắc nhất. Có một số bạn thắc mắc là tại sao Su không có mặt trong ban giám khảo của chương trình nào? Tại vì đây là dòng casting thì Su nghĩ là Su không phải dòng casting không nữa, mà tất cả dòng thi khác thì Su sẽ không có nằm trong một tiếng ban giám khảo. Bởi vì ban giám khảo rất là cần thiết ở một điều đó là kỹ năng. Thì Su hát cũng không hay, lô tô cũng không hay, và kinh nghiệm thì Su cũng không có kinh nghiệm về lô tô nhiều, nhưng mà với vị trí, với cương vị của Su thì vẫn có thể ở vị trí giám khảo. Tuy nhiên Su muốn mình đặt mình ở một vị trí đó là ekip và người dẫn chương trình cho cuộc thi, để mà mình có thể đứng phía bên ngoài, mình quan sát và có cái gì đó mình điều chỉnh, mình chỉnh được. Khi mà mình đứng ở trong vị trí là ghi hình á thì rất là khó. Giống như mình đang đứng ở vị trí là đạo diễn để mình quán xuyến được chương trình nó tốt hơn. Như vậy thì trong các thí sinh đã được tuyển chọn vào vòng trong thì Su có nhận xét về
kỹ năng hát lô tô của các bạn như thế nào? Như tôi đã nói đó là với những thí sinh ở Cần Thơ, khả năng của các bạn rất tốt, rất tốt, như bạn miền Tây rất tốt, hát lô tô hay, đặc biệt các bạn có một cái duyên rất là chân chất của miền Tây, rất là duyên. Các bạn nói tuy là cái lời nói nó không có làm cho cười liền, nhưng mà mình ngẫm nghĩ và mình sẽ cảm thấy rất là dễ thương và rất là mắc cười đó, rất là đáng yêu. Thì sau khi các tên ở thành phố Cần Thơ thì tôi rất là vui, rất là vui khi mà mình đã lựa chọn được những cái tên rất là tốt để bước tiếp vào những vòng tiếp theo của cuộc thi Lotto Got Talent. Vậy là cái khán giả muốn đón xem các tập của chương trình thì mình sẽ đón xem vào chương trình. Nếu mà quý vị khán giả muốn đón xem các tập của chương trình thì sẽ xem trực tiếp trên trang YouTube Gánh Hát Lô Tô Hương Lan. Rồi, Su ha, chúc cho chương trình mình sẽ thành công tốt đẹp. Chúc cho Su luôn giữ sức khỏe để mà mình tiếp tục cho sự nghiệp của mình nha. Xin cảm ơn kênh Giải Trí Việt 24 giờ và quý vị khán giả của Giải Trí Việt 24 giờ đã luôn đồng hành cùng với Gánh Hát Lô Tô Hương Lan. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Hương Nam. Giờ bữa tôi diễn lại thành phố Hồ Chí Minh này, nhớ đi coi. Xin chào tất cả mọi người, lâu lắm rồi Hương Nam mới tái ngộ diễn giả trên kênh 24 giờ Giải Trí Việt. Và lâu lắm rồi mới gặp lại chị Ngọc nha mọi người. Chị Ngọc mọi người đang cầm máy đó, chị Ngọc rất là thương Hương Nam trong tất cả các dự án lớn nhỏ gì của Hương Nam cùng với sự xuất hiện của chị Ngọc. Thì thông qua cái clip này, Nhã xin thông báo cho mọi người là hôm nay là buổi casting thứ 2 Lotto Got Talent do Hương Nam sản xuất. Và người đứng đầu cái chương trình này là Su Su, là người đã nảy ra cái idea này. Và tất cả các anh chị em của Hương Nam đã hợp tay lại để dựng lên chương trình này. Lúc đầu là chỉ dự định là sẽ khu vực miền Tây thôi, đó là thành phố Cần Thơ. Nhưng mà sau cái đợt 1 thì rất là nhiều thí sinh ở xa không đến được đã yêu cầu và đã tha thiết muốn Hương Nam tổ chức thêm một buổi nữa ở thành phố Hồ Chí Minh. Và để đáp lại cái sự nhiệt tình, sự hưởng ứng của mọi người thì Hương Nam quyết định tổ chức thêm một buổi casting thứ 2 ở thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra trong thời gian rất là gấp rút, trong vòng có một tuần thôi, nhưng mà là mọi thứ cũng nói chung là cũng đạt được ý nguyện. Thì hôm nay Nhã xin chúc tất cả các thí sinh có mặt hôm nay đều được thành công, và nếu như được hay không được gì cũng là một kỷ niệm đẹp đối với Hương Nam. Và Hương Nam hứa nếu như các bạn đã được chọn vào top xuất sắc thì sẽ có những dự án, những bước chuẩn bị, những cái gọi là hướng mọi người phát triển càng ngày càng ok hơn trong công việc cũng như là trong cái lô tô. Và mong rằng khán giả sẽ luôn ủng hộ Hương Nam, luôn ủng hộ cho tất cả các dự án của Hương Nam. Và Hương Nam đã có những dự định trở về Hồ Chí Minh hoạt động lại để mà phục vụ cho quý khán giả gần xa đã yêu mến Hương Nam từ bấy lâu nay. Mong rằng quý khán giả sẽ luôn ủng hộ Hương Nam thông qua trang fanpage Gánh Hát Lô Tô Hương Nam cũng như là trên trang Giải Trí Việt 24 giờ. Mọi người hãy nhớ là luôn theo dõi nha để mà cập nhật được tất cả các chương trình của Hương Nam sắp tới diễn ra. Xin cảm ơn ạ. Nói về cái dự án mình đoạn mình sẽ diễn lại tại thành phố Hồ Chí Minh thì Nhã có thể bật mí là cái thời gian và địa điểm ở đâu không ạ? Địa điểm Nhã bật mí được, còn thời gian đã chưa bật mí được, tại vì có phải có những cái bước chuẩn bị, tại vì đó là gọi là sự trở lại thì phải lợi hại hơn xưa. Thì địa điểm sẽ là quán cà phê Casa số 1 đường Đồng Nai, phường 15 quận 10. Đó là địa điểm mà từ đã đặt viên gạch đầu tiên cho Hương Nam để có được ngày hôm nay. Thì sau một thời gian gián đoạn do nhiều yếu tố thì hôm nay Hương Nam chính thức quay trở lại Casa, được sự đồng ý của chị chủ quán Casa thì Hương Nam sẽ trở lại. Và địa điểm thì đã có nhưng mà thời gian thì Nhã chưa có báo được. Có thì đã có rồi nhưng mà Nhã chưa công bố được, tại vì còn nhiều yếu tố lắm, phải sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để mà có một sự trở lại thật là hoành tráng. Và phải gom được tất cả các thành viên từ trước đến nay của Hương Nam, đó là gọi là đặc sản của Hương Nam, và cũng như là đáp lại cái tri ân, gọi là cái mong muốn của khán giả dành cho Hương Nam, thì Hương Nam phải thực hiện thật là hoành tráng và chỉnh chu. Dạ. Đây có thật là tin vui dành cho fan của Hương Nam. Dạ đúng này. Rồi. Như vậy thì mọi người sẽ phải đón chờ cái tin vui đó, Hương Nam trở lại. Hương Nam cho đời thành phố Hồ Chí Minh phải nhờ một tay của chị Ngọc về 24 giờ để đăng thật nhiều clip, thật nhiều chương trình của Hương Nam lên để mà nhiều khán giả ở xa, ở khắp tất cả các nơi trên thế giới biết đến Hương Nam và yêu mến Hương Nam hơn nữa nha chị Ngọc nha, không có bỏ Hương Nam nữa nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Đây là bộ ban giám khảo của Tàng Lễ Tân Thời tại Sài Gòn đây.
trong cái buổi mà mình cắt tinh ở Cần Thơ thì ba chị nhận xét về thí sinh của mình như thế nào chị? Mấy chị có đem ra cái tiêu chí là tìm kiếm mấy em mà nó có năng lượng rất là nhiều, với lại hai cái nữa là nó làm cho cái sân khấu lô tô mình có một cái chút gì đó màu sắc lạ, cho nên hả Phụng và tất cả mọi người hợp tác lại với nhau và khơi cái tiềm năng của em đó ra. Tại vì có nhiều em á có tiềm năng nhưng không biết làm thế nào để phô trương ra cho trên sân khấu, và có nhiều em thì có tài năng nhưng mà lại rất là nhát sân khấu, cho nên thì Phụng mà lấy cái kinh nghiệm của mình và nhìn vô trong đó và khuyến khích cho các em đó phải làm cho hết mình. Cho nên ở Cần Thơ thì cũng tìm ra được những em rất là dễ thương và rất là có tiềm năng, sau này sẽ hợp tác với lại Hương Nam. Và còn ở Sài Gòn này thì cũng mong rằng là Sài Gòn chúng ta lại sẽ có nhiều hơn nữa, để chi, để chúng ta có nhiều cơ hội để lựa ra và có nhiều cái các bạn có điều kiện hơn các bạn ở dưới miền Tây. Cho nên cũng mong rằng là hôm nay sẽ là một buổi cắt tin thật là thành công. Như vậy thì các thí sinh mình sẽ trải qua bao nhiêu vòng thi thôi chị? Nó sẽ trải qua đến kéo dài đến 4 tập. Và cắt tin này thì lúc đầu là chỉ làm trọn vẹn ở Cần Thơ thôi, nhưng mà tại vì ở Sài Gòn các bạn cứ nhắn tin inbox nói rằng là tụi em muốn xuống Cần Thơ thi nhưng mà thấy sợ các em bị cực, với lại hai nữa là chi phí đi xa rồi ăn ở với lại không có thuận tiện, cho nên Xu mới kêu rằng là thôi thì cách tin ở Sài Gòn nữa đi để cho các em thỏa sức mà tung hoành. Cho nên khi mà cách tin ở Sài Gòn này xong thì chọn ra xong thì tất cả chi phí của các em đi xuống Cần Thơ để hợp tác với lại cái nhóm ở Cần Thơ thi một lần nữa để chọn ra 4 đội, một đội thì là 4 em là thành 16 em, thì tất cả các chi phí của Sài Gòn xuống thì bên Hương Nam, bên Susu sẽ lo tất cả để cho các em có cơ hội hòa mình với Hương Nam. Giờ đến chị Nga nè, chị cho cái cảm xúc chị hôm rồi mình làm cái ban giám khảo của thi tuyển sinh đến thế nào chị? Nãy giờ là Bibi Phụng đã nói là đầy đủ quá rồi. Là theo như chị nói thêm là có như là bây giờ các em bây giờ nó rất hay nhiều, có điều kiện. Mấy em giờ nó có điều kiện, với em bây giờ mấy em bây giờ nó quá giỏi, nhiều em giờ cũng hay lắm. Là bây giờ là xin chúc cho các em chuẩn bị sắp tới là những thành viên của Hương Nam là những người hay không. Ở đây là ba người làm giám khảo là coi như là phải không chấm phải nào hay, dạy, đúng không? Chấm người nào hay phải thiệt là hay, chứ không có không thiên vị ai hết. Là coi như thôi, các em xin chúc cho các em cố gắng thi cái tin này với lại những vòng thi sắp tới vậy nên sao mà vô chung kết thật sự là hay. Xin chúc cho các em càng ngày càng tiến triển. Cảm ơn chị. Đến phiên cậu Nam nay giám khảo là được nhiều người mong đợi, là được gặp mặt chị, chia sẻ cảm xúc của chị lúc này như là chị. Dạ, cảm xúc này của Phụng rất vui khi được làm ngồi chung với Bibi Phụng và chị Hương Nga, làm huấn luyện viên của Hương Nam Lotto Show Black Color Gotha. Vui dữ lắm, rất là vui, và mong khán giả xem khán giả ủng hộ Hương Nam nha, ủng hộ cho các thí sinh. Năm nay các thí sinh cũng rất là mạnh, hôm rồi ở Cần Thơ cũng rất là nhiều người hay mà Bibi và Hương Nga đã chọn ra rồi, thì hôm nay các thí sinh ở thành phố mong các thí sinh ở thành phố còn bộc phát hay hơn nữa và chứng tỏ cái khả năng, cái tài của mình còn nhiều bực hơn nữa. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Giải Trí Việt luôn. Giải Trí Việt cũng là một người rất là đồng hành với Hương Nam và mong rằng là tất cả tin tức của Giải Trí Việt sẽ đến với rộng rãi với mọi người, và cũng mong rằng là quý khán giả sẽ ủng hộ Hương Nam và ủng hộ Giải Trí Việt ngày càng nhiều hơn nữa nha, và chúc cho chương trình của mình thành công trọn vẹn ha. Trước giờ thi thì chị có nhắn nhủ về đến các thí sinh sắp sửa thi không chị? Chắc chắn rồi. Mong rằng là tất cả các em có thi giống như là có bao nhiêu đưa ra hết để chi, để cho lọt vào trong ban giám khảo và chúng ta sẽ được chọn ra. Còn mấy em mà cái e dè mà ngại ngùng không dám làm gì hết thì cái nếu mà lỡ xuôn mà chúng em không được đoạt giải thì cũng buồn cho mấy em. Mong rằng là các em sẽ nỗ lực hết mình và diễn giống như là chưa bao giờ diễn vậy đó. Nếu có cái gì đó thì tụi cùng sẽ nhìn vào đó và biết được các em sai chỗ nào hoặc là chưa được cái chỗ nào, tụi cùng sẽ cố gắng
nói và sẽ làm cho các em tốt hơn.